Lưu ý, khóc tâm linh về cơn bão Iagi trong nhóm kinh dịch hội gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Người dân không nên chủ quan về sức ảnh hưởng của thiên tai. Theo cộng đồng mạng, thì đây là một người xa quẻ và luận quẻ có tiếng trong nhóm kinh dịch hội. Trước bối cảnh cơn bão có tên quốc tế là Iagi đang mạnh lên từng ngày, thì ở bài viết này đã đưa ra dự đoán như sau. Dự báo thời tiết trong mấy ngày tới, siêu bão sẽ đổ bộ vào Đông Bắc Bộ nước ta. Đó là trận bão lịch sử khiến dư luận hoang mang. Cách đây 2 ngày, tôi có xem một quẻ, thấy không như dự báo thời tiết nói. Tuy có ảnh hưởng chút ít, nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ yếu là mưa lụt, nhất là vùng Hà Nội ngập úng, các vùng khác chịu ảnh hưởng của lụt lội, nên mọi người yên tâm về sức tàn phá của cơn bão. Chỉ dừng lại ở đây thôi, người dân không nên chủ quan trước diễn biến khó lường của thiên tai. Hãy nhớ lại năm 2006, khi mà Chan Chu là cơn bão đầu tiên vào Biển Đông có cường độ mạnh, sức tàn phá chỉ sau Linda, xảy ra vào tháng 11 năm 1997, phá hủy cả một phần bờ biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khiến khoảng 3.000 người ra đi và mất tích dù không đổ bộ vào đất liền. Thế mới thấy, thiên tai không dự trước được điều gì cả. Các nỗ lực dự phòng ở thời điểm hiện tại đang là việc thiết thực nhất cho tương lai gần.